đó là cái em cá mập đời 15 nhưng mà dán tem cá mập các bạn. Con này thì lên bảo vệ tay thắng nè, con này lên đồ chơi cũng tương đối á mọi người. Cầm tay thắng Rambo đó, này cũng Rambo luôn mọi người. Mà con này chìa khóa đâu ta? Không có chìa khóa ở đây. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cái lô R15 mới về này, R3 về nè mọi người. Thì những con xe mới về mình sẽ quay kỹ cho anh chị và các bạn nha. Dòng này hiện tại vẫn đang giảm 1,9 triệu một chiếc nha mọi người. Anh em nào mình xem, mình muốn mua thì mình liên hệ tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Nghệ An, Bình Dương. Số điện thoại là 092770 và 48 hoặc 0976741725. Đó. Xe thì cũng có trả góp nha mọi người, chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật hết R15 tại đây, tại vì bán hết lô thì nó về lại lô mới nha mọi người. Về liên tục nên anh chị và các bạn mình cứ yên tâm nha. Ngoài ra thì R3 nó cũng mới về mấy con rất là đẹp, với lại một số con nữa để tí nữa mình quay kỹ cho mọi người nha. Đó, thì mình sẽ quay kỹ cho anh chị và các bạn nha. Đây, con đầu tiên hàng mới về cho mọi người. Một con màu đen. Con này nó body bộ SC, tí nữa cho các bạn nghe tiếng bô nha. Thì ở đây cũng có bô lên đồ chơi, thứ nhất là ốp đầu này, rồi lại chống đổ này, bô này. Anh em nào mình có nhu cầu thì mình mua xe rồi mà mình chưa có thì mình có thể ghi lại đây để mà được hỗ trợ cho mọi người. Có thể mua ở đây rồi bên cửa hàng sẽ hỗ trợ cho mọi người luôn. Rồi, con bên này thì đầu tiên cũng là 2019, coi thử đi bao nhiêu ngàn coi. Bắt đầu hộ sao? Hộ sao nó không nhảy ta? Đéo nhảy thì bét luôn. À đấy, 6.000 nha mọi người, 6.928 coi. Đó, đèn gì cái này? Đó, đây giờ sẽ nhờ em đèn gì cái nhá. Con này là 61,9 triệu, giảm 1,9 triệu là còn lại là 60. Rồi, con bên này nữa nè mọi người. Con này biển số 63, con này đáng lý hôm qua nó đi rồi nhưng mà anh chuyển qua GX nên còn lại nha mọi người. Thì mua GX nên đổi lại nên còn con này. Còn 220, con này cũng là 61,9 triệu nè mọi người, biển số 63, cũng giảm 1,9 triệu cho anh em luôn. 38078 nhân giảm 1,9 triệu, 61,9 triệu giảm 1,9 triệu. Rồi tiếp theo là một con màu xanh GB, biển số 69 nha mọi người. Hơi chật tí, bữa nay nó hơi chật khó quay nha mọi người. Con này đi 3.000 coi, cũng là 2,20 luôn, cũng là 61,9 triệu nha mọi người. 61,9 triệu, giảm 1,9 triệu là còn 60,9 triệu. Rồi tiếp theo, con bên này thì này các bạn nhìn đi, nó lên cái kính độ nhìn rất là đẹp nè. Đợt này lô này nó mới về, con này lại đi bô AK nữa mọi người. Con này đi 5.800 nha. Các bạn nghi đi, cái này bô AK lục giác nhỏ, nghi nó không bằng cái con kia đúng không?
cái bông bùa SC nghi nổ rất là sướng. AK lục giác nhỏ thì nghi nó ấm lắm, giống như bô zin nên không đã lắm. Con này cũng là 61 triệu chín, giảm 1 triệu chín còn 60 nha mọi người. Đó lô này mới về, tiếp tục này. Rồi đó là cái em cá mập rồi 15 nhưng mà dán tem cá mập các bạn. Con này thì lên bảo vệ tay thắng nè. Con này lên đồ chơi cũng tương đối nha mọi người. Cầm tay thắng Rambo. Con này cũng Rambo luôn mọi người. Còn con này chìa khóa đâu ta? Không có chìa khóa ở đây. Lên trong đổ đi bán ngàn ta. Đi 11.000. Bảo vệ tay thắng này trong đổ này, con này cũng tương đối là đủ đồ chơi. Ồ biển số này mọi người 683735 nha. Con này cũng 64 triệu chứng anh ơi. Có mập ăn. Cũng 61 triệu chứng luôn mọi người. Lô này gần như nó về, lô này là gần giống nhau luôn. Cũng 61 triệu chứng. Bảo vệ phuộc nữa này. Con em nào thích cái màu này thì tranh thủ nha. Màu này ít khi có lắm, ít khi về lắm. Đó, 61 triệu chứng giảm 1 triệu chứng. Rồi qua con R15 này. Con này về còn chưa lục keo nè các bạn nhìn này. Chưa lâu keo. Các bạn nhìn đi. Quá phê những con như này đi. Ở đây là gọi là R15 là bán đỉnh nha mọi người. Về liên tục. Con này là 60 triệu chín đâu mọi người. Con này đi 7.524 coi. 60 triệu chín cho em này. Giảm 1 triệu chín là còn 59 triệu chín. Điện số 68 này 384 98. Quá phê mọi người. Còn lại 59 triệu. Đó rồi. Ngoài ra bên này nữa này mọi người. Con này thì cũng R15V3. Màu đen. Đen đỏ nha mọi người. Đi bô AK lục giác lớn. Con này thì đang rút hồ sơ 220, 62 triệu chín. Để coi thử đi bao nhiêu ngàn. Các bạn nghi này, nghi cho nghi tiếng bô của thằng AK lục giác lớn này. 3.800. Đề nghị cho anh em nghi á. Đó. Các bạn nghi đi. AK lục giác nghi cũng rất là phê. Đó, hiện tại bên cửa hàng có hết nha mọi người. Thì anh chị và các bạn nào thích con nào thì mình cứ liên hệ mình mua thôi. Con này cũng 220 thôi, đi 3.862 triệu chín, giảm 1 triệu chín là còn lại là 61 triệu chín nha mọi người. Rồi, con bên cũng là một con cũng rất là đẹp luôn. Dán tem màu xanh nhưng mà nó cũng là màu xanh nha mọi người. Con bên này cũng là 61 triệu chín. Con này 3.400. Đó, 3.400 nha mọi người. 61 triệu chín, giảm 1 triệu chín còn lại 60 triệu chín. Con này biển số 67 nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ vào mình quay cho anh chị và các bạn là con R3. Hàng R3 này cũng mới về nè. Rồi các bạn nhìn đi. R3 nó là màu xanh nha mọi người, xanh xanh xám á. Nó sơn cái quả mâm màu xanh lá cây. Dán tem trùm là màu xám. Nói chung là cái thiết kế rất là đẹp. Đó, R3 hàng mới về. Biển số 76 nha mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
này đi 33.000 nha mọi người. Con này đời nhiêu anh Phong, giá nhiêu vậy? Ok ok anh thủ cho nhé. Con này là 2017 này. 2017. Giá để cho anh em 87 triệu. À 87 triệu luôn. Cái này là màu xanh bạc nhá. Cái em còn nguyên, nếu mà anh em nào không thích mình lột đấy nhá. À ok. Đó, bữa mình thôi có mấy anh em mà đang xanh R3, R3 về nha mọi người. Anh em nào thói thì mình tranh thủ thời gian nha. 87 triệu luôn mọi người. Rồi, thì hôm qua giờ về bánh như đó. Thì có gì anh em nào mình muốn mua con nào nữa thì mình cứ comment bên dưới là mình quay cho nha mọi người. Hiện tại xe nó về radio rất là nhiều. Nên anh chị và các bạn mình báo giá, muốn báo giá dòng nào thì mọi người cứ comment báo giá dòng đó cho anh chị và các bạn. Em sẽ quay kỹ cho anh chị và các bạn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo. Đừng quên nhấn vào like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ ha. Thì nãy mình vừa update cái lô xe về trước thì nó lại về thêm một con nữa này mọi người. Thì anh em mình xem thì mình like, chia sẻ, mình xem lại cái video update nữa. Trong video này hôm nay một con đâu mọi người, phải một con nữa. Còn mới về MT15. Hàng này cũng anh em hỏi cũng rất là nhiều nè. Đang rửa. Đang rửa. 9.000 cây 29. 9.000 cây 29 nha mọi người. Xe nói chung là đẹp. Đang hồ sơ nhé. Đang gạt chắn bùng này, các bạn nhìn này. Gai gió của nó này. Con này cũng đẹp lắm. Đó, MT. Còn cặp cái cúc tao thấy mà cặp bỏ em đi gì đó. Hai chìa khóa nha mọi người. Này đang rút hồ sơ. Đi 9.487 coi. Giá con này cũng mềm thôi mọi người. 60 triệu 9. Con này thì các bạn trả góp thì tầm 20 triệu là mình góp được nha. Đó, thì mình lướt sơ qua một con này thôi. Anh em mình xem thì like chia sẻ. Có gì 6:30 thì mình up cái video mình cập nhật lên cho anh chị và các bạn nha. Up video một cái lô khác ha, tại vì con nãy mình quay rồi thì con này nó về á mọi người. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo nha. Các bạn cứ like cho xịn mạnh nha.